Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn cây cảnh nghệ thuật tại vườn kiểng Phương Nam thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến với vườn kiểng Phương Nam, đây là một vườn kiểng rất là rộng, với tổng số 4 khu vườn, đều là những khu vườn có số lượng cây rất nhiều, đa dạng chủng loại cây. Video trước chúng ta đã được giới thiệu tổng quan của một khu vườn, mà trong đó có những cái tác phẩm rất là mới lạ, và những cái kỹ thuật ghép giữa bệ gốc của những cây bằng lăng rất lớn, được ghép lên những mầm tường vi để tạo nên những cái cây hoa kiểng rất là lớn, với kích thước như chúng ta hay gọi là khủng. Và ngay dọc ven đường phố vườn kiểng Phương Nam có những cây sứ đại và với đủ các loại màu sắc khác nhau. Đây là những cây có tuổi đời cũng rất là lâu năm. Đối với một không gian lớn như là lâu đài, biệt thự hoặc những khu sinh thái, có những bóng dáng của những cây sứ đại này thì rất là tuyệt vời. Đối với màu sắc của hoa thì rất là nhiều loại màu khác nhau. Vỏ thân cây đã bong tróc vảy rồng, những u cục rất nhiều. Vâng, đó là hàng sứ đại ngay dọc theo lối cổng tôi giới thiệu với các bạn. Đối với những khu vườn chuyên về cây công trình và cây bóng mát, cây kiểng cỡ lớn của vườn cảnh Phương Nam thì sứ đại chiếm ưu thế rất nhiều, với số lượng lên đến hàng trăm cây. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào tham quan. Đây là một vườn thứ nhất tôi chia sẻ với các bạn. Đó là ở địa chỉ 433 khu phố Nguyễn Trãi, thị xã Thuận An, Bình Dương.
Vâng, ngay từ khi bắt đầu bước vào khỏi cánh cổng, bên tay phải chúng ta thấy một cây nhãn. Hiện tại đang đeo quả rất là sai. Và cây nhãn này đã được vườn cảnh Phương Nam đưa lên chậu. Nhìn thế này tôi cứ tưởng là ở dưới đất nhưng mà không phải. Dưới đáy đã là đổ bê tông và cách ly với mặt đất, không liên quan đến mặt đất với cái bầu rễ nữa. Số lượng những cây bông trang, các loại màu sắc khác nhau và tầm kích thước đa phần là như thế này. Thì ông chủ vườn có nói là thực ra đến bây giờ cũng không biết là bao nhiêu cây. Ở tất cả các vườn cộng vào rất nhiều. Và rất là đặc biệt chúng ta đến với một cây sung. Vâng, một cây sung có cái thân rất là quái và đặc biệt hơn cả. Tôi thấy là những trái sung khi chín đỏ rực rỡ, rất là ít gặp. Ở ngoài phía Bắc những cái cây sung như thế này tôi thấy là chưa có nhiều. Phía bên này còn ít quả, nếu phía bên kia còn nhiều hơn bởi vì nó khuất thân. Và chúng tôi lúc còn nhỏ cũng có một vài cây sung chúng tôi vẫn gọi là sung lửa, cũng như là cây cau lửa, quả cái chín và đỏ rực rỡ như thế này. Những cái cành và rất non ở trên ngọn cũng đeo quả một cách kỳ lạ. Tầm vóc cây sung chỉ hai người bê một cách nhẹ nhàng. Vâng, tôi để đổi ống kính sang phía đối diện để chúng ta quan sát. Cây sung rất là đẹp. Và đây chính là một cây sung chủ đang có ý tưởng để tới đây sẽ chuyển hướng cây theo cái chiều tạo thành dáng chữ nhẫn. Vâng, nhưng tôi góp ý chúng ta cứ để thuần thế này thôi. Phía trên này tạo thành cái điểm nhấn rất là tuyệt vời. Hay quá.
Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với một tác phẩm xanh. Ở ngoài Bắc thì nói đến xanh thì rất nhiều. Là những cây xanh gần như là truyền thống với cây kiểng phía Bắc. Vào đến Bình Dương, đến với thị xã Thuận An, chúng ta sẽ gặp những cây xanh tại vườn kiểng Phương Nam. Một tác phẩm xanh bám đá được hoàn toàn ngự trên một khối đá thấm thủy với những cái phần rễ nhiều năm bệt chặt đan xen đẹp như thế này. Vâng, với những hình ảnh cây cảnh và số điện thoại của nhà vườn Phương Nam trên màn hình, chúng ta sẽ giao lưu trực tiếp với những cái tác phẩm mà ta yêu thích trên khắp vùng miền. Vườn cảnh Phương Nam sẽ chuyển hàng đến tại nhà. Và cũng ngay cổng ra vào ở phía bên tay trái, chúng ta cũng gặp một tác phẩm xanh cũng rất là đẹp. Quan sát qua cái phần bệ rễ, những cái phần thân đã nổi cuộn lên, những u cục và những cái địa y của những cái năm tháng với cái màu da mốc như thế này, một cây xanh có tuổi đời tương đối cao. Thank you.
Vâng, và đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những video sau, giới thiệu với các bạn vườn cảnh Phương Nam thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.